Tập 48, Đại Hắc Lãnh Chúa xuất trận. Cuối cùng, Tiểu Thiên Linh, ta sẽ là chủ nhân của ấn tín hoàng gia. Gia Cát Lượng, mau lại xem kìa, các tiểu anh linh có chuyện rồi. Cậu nghĩ họ ổn không vậy? Không, thần không thấy họ bị sao cả. Thần e là chúng thần đang tan biến, bởi vì chúng thần sẽ hóa thành con người. Bị lừa rồi nha. Tôi nghe nói là sau khi chiến thắng trận chiến trong mơ, các tiểu anh linh sẽ hóa thành người. Cậu có nghĩ ta sẽ trở thành người vô cùng đẹp trai không? Ôi trời, Trương Phi à, kể cả có ân tính hoàng gia thì anh cũng không khá hơn đâu. Này, bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Đùa sao? Ừ, trận chiến sắp kết thúc rồi, ta cần phải thư giãn chút chứ. Tào Tháo mất sức mạnh hoàng đế rồi, Tôn Quyền thì tham gia với anh trai nên sẽ rút lui thôi. Ngày mà tôi có thể mở hộp kho báu mà Từ Thứ đã để lại sắp tới rồi. Ngày chôn thứ quan trọng như vậy ở đây sao? Ừ, tôi rất muốn biết cô ấy đã để lại thứ gì cho tôi. Nhưng ngài phải chiến thắng trước đã. Tư Mã Ý không từ bỏ dễ dàng vậy đâu. Hắn dám sử dụng hắc ngũ giác cầu thì có lẽ đang âm mưu gì đó. Và thiên thần không trở thành con người sau trận chiến kết thúc. Vậy nên ta sẽ trở thành chủ nhân mới của ấn tín hoàng gia và phải trông coi nó trong vòng 300 năm. Hiểu rồi. Tuyệt quá, Gia Cát Lượng. Mày nghe thấy không? Trận chiến trong mơ sắp kết thúc rồi. Giờ chỉ cần đánh bại Lưu Bị, ấn tín hoàng gia sẽ là của chúng ta. Mấy người là... Ta là ruồi, ta là mũi. Bọn ta là ruồi mũi. Lưu Bị, đến lúc phân thắng bại rồi. Mấy người đang nói gì vậy? Rock. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại, Dư Phụ và Phan Trù. Mấy người vẫn chưa bị loại sao? Tất nhiên, bọn ta luôn sống sót, dù có bị rời bom nguyên tử đi chăng nữa. Song phượng công. Dùi cui rùi, ghi ta mũi. Hai anh đánh khá lắm. Bọn ta lại luyện tập rất cực dọc đó, để có thể đánh bại tên cuối cùng. Không phải kẻ mạnh mới sống sót, mà kẻ sống sót mới chính là kẻ mạnh. Đó là tinh thần sâu bọ của chúng ta. Tôi sẽ thể hiện sức mạnh thực sự. Quân thần nhất thể, đế vương huyền thoại. Cái gì thế này? Hắn biến thành màu vàng rồi. Đừng có sợ. Tao biết đây là gì. Hắn làm màu để dọa ta đó. Ừ nhỉ, ngươi sợ bọn ta sẽ hạ gục ngươi chứ gì? Xem tuyệt chiêu công phá mọi thứ đây. Song chùy công, song sinh thiết đầu công. Công phá mọi thứ hả? Nếu làm thế này thì sao? Thằng đầu đất quách dĩ kia, còn mày là đồ lý thôi ấp nho. Kết thúc thôi. Chân kiếm đế dương. Đế dương thần kiếm. Ta tin đệ Trương Phi. Trương Phi chấp lệnh. Đế dương quy thần bộc phá.
Lưu Bị, bọn ta sẽ còn quay lại. Bọn này sẽ làm trùng khối. Vậy là mọi thứ sắp kết thúc rồi. Mình không còn thấy năng lượng của Hắc Ngũ Giác Cầu nữa. Có thật là mọi thứ đã kết thúc? Đây là bản thiết kế của ấn tính hoàng gia. Ôi không, sao có thể như vậy được? Không ngờ ta lại thua. Dù đã dùng đến Hắc Ngũ Giác Cầu, gì vậy? Đây là vũ khí bí mật cuối cùng, Tiểu Thiên Linh. Nếu ngài dùng nó, ngài sẽ đạt tới sức mạnh tối cao, kết hợp với lãnh chúa và thiên thần. Nhưng nó cần sự hy sinh. Hy sinh? Để nó hoạt động, một thiên thần phải hy sinh. Thần sẽ trở thành năng lượng cho nó. Ngươi định quyên sinh sao, Tư Mã Yên? Thiên thần thì luôn trung thành. Cái chết không là gì với thần cả. Nếu ngài cho phép, thần xin nguyện chết vì ngài. Tào Tháo đại nhân. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Chúa công, Tư Mã Ý đã nói đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ta tin tưởng lời nói đó. Nếu ta thua thì Tư Mã Ý cũng sẽ tan biến mà thôi. Chúng ta phải thắng. Ta hứa với ngươi, ta sẽ thắng trận này. Đa tạ chúa công. Ta xin lỗi vì đã không đủ mạnh. Ta nhất định nhớ mãi sự hy sinh của ngươi. Ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ. Phong ấn chuyển thân. Tiểu Thiên Linh. Tào Tháo đại nhân, trông ngài khác quá. Sức mạnh tà ác này không phải là chúa công của chúng ta. Quyền năng. Ta nên bắt đầu trận chiến trong mơ thực sự luôn nhỉ? Anh Tào Tháo lại không đến nữa rồi. Chúng ta là rùi muỗi. Chúng ta chẳng hát hay, cũng chẳng đánh đấm giỏi. Ah!
Sao thứ vô dụng thế này? Rùi và mũi ư? Buồn cười lắm nha. Hai anh hát hay quá. Nữa đi mà. Này là ruồi, này là mũi. Chúng ta là ruồi mũi. Đại ca. Cái gì? Mày đưa đến đây làm gì vậy? Sao? Căn cứ của ta mất rồi. Dân, họ phá vỡ cả tòa nhà rồi. Đại ca ơi, làm sao đây? Bọn em không có chỗ nương thân nữa. Vậy thì mấy cậu ở lại đây đi. Thật hả? Ừ. Ôi, Lưu Bị, anh chỉ biết là cậu tốt bụng, nhưng nào ngờ cậu lại độ lượng tới vậy. Cảm ơn cậu. Anh em của Mì Trúc cũng là anh em của tôi mà. Người anh em Lưu Bị. Lưu Bị. Lưu Bị. Quân trưởng, để cảm thấy có sức mạnh hiệp sĩ huyền thoại gần đây. Cô nên nghỉ ngơi một chút. Gì vậy? Tôi cảm thấy như nguồn sức mạnh đang bị hút. Sao cơ? Chuyện gì thế này? Chúa công và các lượng, mau lại mà xem. Không có phản ứng trước sức mạnh anh hùng. Sức mạnh anh hùng? Có phải Hắc Bảo Chúa đã hấp thụ sức mạnh của cô ấy? Không phải là hấp thụ, mà là hút cạn sinh lực. Nói họ đang giống như đã chết rồi. Chết rồi? Kẻ nào mà lại gây ra chuyện này? Chưa từng nhìn thấy hiệp sĩ này trước đây. Trùng hắn rất mạnh đó. Và hắn có thể sử dụng thiên binh. Rốt cuộc là ai đây? Lẽ nào... Đừng phí thời gian nữa, ngài mau biến hình đi. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại Quang Vũ, hiệp sĩ huyền thoại Thái Sử Từ, dòng tay ma thuật, ma thuật đánh dấu. Ngươi là ai? Có phải chính ngươi đã gây ra chuyện này? Thế là rõ rồi chứ. Ngươi...
ma thuật bóng tối, sấm sét hắc ám. Hắn biết dùng cả ma thuật. Tôi chưa từng thấy loại ma thuật như vậy trước đây. Thật đáng thất vọng, Lưu Bị. Ngươi biết ta ư? Ngươi là ai? Tào Tháo. Tên Tào Tháo yếu ớt đó không còn nữa. Giờ ta là lãnh chúa vĩ đại Tư Mã Diêm. Ồ, mà có lẽ các ngươi sẽ nhận ra ta bằng cái tên Tư Mã Ý. Tư Mã Ý. Ta sẽ là hắc lãnh chúa vĩ đại nhất, chiến thắng trận chiến trong mơ và giành được ấn tín hoàng gia. Ta sẽ dùng sức mạnh của ấn tín để cai trị loài người mãi mãi. Và cứ 300 năm lại tổ chức thanh trừng. Ngươi đừng nói cái gì vậy, Tư Mã Ý? Chỉ có con người mới có thể tham gia trận chiến trong mơ. Ngươi không thấy ta đang chiếm hữu cơ thể của Tào Tháo sao? Tất cả đều được ta dự tính hết rồi. Tên Tào Tháo giờ đã tái sinh thành Tư Mã Diêm vĩ đại này. Hắn cướp lấy thể xác lãnh chúa và nhập hồn vào đó. Hắc lãnh chúa vĩ đại Tư Mã Diêm, hãy chơi hết mình đi, để xem các ngươi có đủ tư cách để làm lũ bảo vệ ấn tín với triều đại tương lai của ta không. Nhất là ngươi, Lưu Bị, chẳng mấy khi được đấu với Đế Dương. Hiệp sĩ huyền thoại trong giấc mơ của ta là ngươi. Ngươi chính là sự hủy diệt đó. Được rồi, Tư Mã Diêm, ta sẽ đấu với ngươi. Quân thần nhất thể, Đế Dương huyền thoại, chân kiếm Đế Dương. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại, thái sử từ, quyết đấu. Dòng tay ma thuật đánh dấu. Tới đây. Quyên, đủ rồi, nhảy ranh. Tô Quyền, Chu Du. Ta thấy mỗi khi ngươi tức giận thì sức mạnh Đế Dương lại tăng lên. Cho ta thấy cực hạn của ngươi đi, để ta có thể chứng tỏ rằng ta mạnh hơn ngươi. Ta không tha cho ngươi đâu, Tư Mã Diêm. Yeah!
Giờ ta biết chắc rồi, Đế Dương không thể đánh bại ta. Đế Dương không bao giờ thua một kẻ như ngươi. Ngũ tướng Tề Tựu, Tư Nhãn khai mở. Đế Dương tối cao Kim Ngân Long Trảm. Đại Bảo Chúa Hắc Long Trảm. Thiên giới tiên thuật Hỏa Diêm. Muốn chạy sao? Lưu Bị, muốn chạy thì cứ chạy, nhưng bọn chúng sẽ chết vì ngươi. Vì ngươi đã bỏ mặc chúng. Chúa công,